Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Adrian và mình là Con Lô Review. Hôm nay chúng ta sẽ làm cùng nhau làm một clip liên quan đến anh em mới chơi thì có hỏi mình sẽ sử dụng chiếc máy ảnh nào, Nikon F2 hay là S2. Mỗi một dòng thì đại diện cho một phân khúc khác nhau. F2 thì là cho SLR, còn S2 là cho Runfinder. Đối với cá nhân mình thì sau thời gian sử dụng dài chụp ảnh cũng mấy năm với hai chiếc máy ảnh này rồi thì mình sẽ sử dụng chiếc F2 nhiều hơn. Mình sẽ nói qua về ưu nhược điểm thực tế của hai dòng máy ảnh này khi sử dụng. Mình hay chụp chân dung. Đối với chiếc F2 thì tuy hơi nặng hơn một chút nhưng nó lại có nhiều lợi thế. Thứ nhất là về độ bền này, thứ hai là có thể hệ lens sử dụng rất là nhiều, tháo lắp ống kính dễ, ví dụ như có thể dùng lens F này, lens AIS hay là lens D của Nikon. Ngoài ra thì view ngắm của nó là 100%, ngắm theo từng tiêu cự của ống kính,